Quý vị thân mến, cách đây một hai hôm về trước, đó là hôm chủ nhật chợ phiên, thì hôm đó trời mưa, anh em cũng không đi vào xóm và bản được. Thì hôm đấy em cái cũng đi ra chợ phiên và em cũng có mang được ít mật ong, hoa bạc hà của nhà bố vợ em cái mang đến để cho em Ngọc là tiêu thụ sản phẩm hộ bố vợ em cái. Do là thưa bà con ở trên này, cái khách du lịch họ chưa lên được, cho nên là bà con ở đấy cũng không thể bán được ấy. Em cái cũng có nhờ em Ngọc bán sản phẩm của bố vợ em cái hộ, đó là mật ong hoa bạc hà. Đợt này thì em Ngọc thấy là em cái mang đến khoảng tầm cỡ hơn 10 lít một chút ạ, khoảng 11 12 lít gì đó. Đợt này không biết là cái mật nó sẽ là màu nó đẹp như đợt trước không. Như quý vị cũng đã biết là cái mật ong hoa bạc hà của bố vợ nhà em cái thì rất là tốt, mà màu rất là đẹp mà sánh. Đây ạ, em Ngọc sẽ rót ra cho tất cả mọi người xem. Đấy, cái mật ong hoa bạc hà của bố vợ nhà em cái, màu rất là đẹp. Các cô bác cũng dùng đến cái sản phẩm của hoa mật ong hoa bạc hà bố vợ nhà em cái cũng phản hồi lại rất là tốt. Và đặc biệt là cái tỷ lệ các bác là dặn mua lại hàng của nhà bố vợ em cái rất là nhiều. Thì hôm nay thì em Ngọc cũng có là giới thiệu lên để cho tất cả các cô bác biết được cái mật ong hoa bạc hà nguyên chất của nhà bố vợ em cái này như thế nào. Và em cái mang ra đây thì cũng nhờ em Ngọc bán hộ. Đây, quý vị nhìn thấy là sánh, cái độ sánh của nó này, có độ chồng mật lên nhau. Có một cái cách nữa thử mật là để cho biết là cái mật ong nào mà bà con nuôi đường hay không nuôi đường, thì nhìn cái tia này quý vị, nếu mà cái mật ong nuôi đường ấy thì nếu mà rót như thế này nó sẽ là cái tia nó sẽ bị ngắt quãng và sẽ thành đóng thành cục đường ấy. Nhưng mà cái mật ong nguyên chất là nó không có đường ấy, nó sẽ là thành tia nhỏ này, nó không bao giờ nó ngắt quãng. Là một hai là một cách nữa, như ở video trước nữa anh Ngọc cũng đã chia sẻ cho tất cả các cô bác biết, là lấy cái nước sôi đun sôi xuống cái cốc, mình để cái mật ong nó vẫn còn có độ sánh bên dưới, nó không bị hòa tan ra. Nếu như mà cái mật ong có đường ấy, các bác đổ cái mật ong xuống nó sẽ bị hòa tan ra ngay. Nếu mà có đường, cái đấy thì chắc là tất cả các cô bác cũng đều biết rồi. Và em cái cũng mang ra cái phần hoa đu đủ khô là của nhà em vợ ấy, thì cũng có gửi thêm một ít. Cái hoa đu đủ này đợt này ấy, em Ngọc dành tặng riêng cho bác nào bị dạ dày này, ho khan, ho đờm và bị u bướu. Thì cái số này em Ngọc đã bỏ tiền túi của em Ngọc ra mua cho em vợ, và em Ngọc bản thân em Ngọc tặng cho tất cả các bác nào là bị như em Ngọc vừa nói trên là bị bệnh dạ dày này, ho khan, ho đờm và u bướu, em sẽ là riêng tặng riêng cho. Nếu bác nào mà mua sản phẩm là mật ong hoa bạc hà em cái 2 lít trở lên, em Ngọc sẽ tặng thêm một gói này. Một gói này thì ngâm cho được khoảng tầm 2 lít mật ong, em Ngọc sẽ ước lượng cho là cái số mật hoa đu đủ này là ngâm cho được 2 lít mật ong hoa bạc hà. Cái quý vị là lưu ý là cái số này em Ngọc sẽ là dành tặng riêng cho các bác nào là bị triệu chứng bệnh như trên ạ. Cái này em Ngọc sẽ là dành tặng riêng, thì chỉ có bằng này thôi. Cái này chắc chỉ là nếu mà cô bác nào mà mua từ 2 lít mật ong trở lên em Ngọc sẽ là dành tặng ạ. Còn cái măng khô, đây là cái măng lưỡi lợn là của quê nhà em Ngọc mới gửi lên. Như đợt trước quý vị biết là cái măng lưỡi lợn em Ngọc cũng có gia đình em Ngọc gửi lên ấy, thì các cô bác lấy về sử dụng dùng rất là mềm, ngon và ngọt. Đây là măng phơi nắng tự nhiên hoàn toàn 100% nhá, tại vì là khu nhà em Ngọc gần rừng già ấy. Đây là măng này, măng lưới lợn ạ. Măng lưới lợn phơi nắng nó sẽ màu như này. Nếu mà quý vị nhìn cái măng mà nó sẽ có màu vàng chóe mà vàng ửng ra ấy, thì là cái đấy em Ngọc cũng không dám chắc là phơi nắng hay không. Nhưng mà để mà phơi nắng tự nhiên mà nắng đẹp sẽ không bao giờ có màu nó vàng quá đẹp. Đấy là như thế, đấy là em Ngọc chưa thấy là ai phơi được như thế ở quê em Ngọc. Còn người chỗ khác như này em không biết. Đây là cái măng lưới lợn hoặc là măng củ, có nơi thì gọi là măng lưới lợn ạ. Còn cái mật ong hoa bạc hà này là có khoảng tầm trên dưới 10 lít, có hơn 10 lít một chút ạ. Nếu cô bác nào cần đến sản phẩm mật ong hoa bạc hà nguyên chất, cô bác dùng đến thì em Ngọc sẽ là gửi cái sản phẩm này cho các bác. Bây giờ cũng gần hết mùa rồi, khoảng tầm tháng, hơn một tháng nữa là hết mùa hoa bạc hà rồi. Quý vị cái công dụng như nào quý vị cũng đã biết ạ. Thì nữa em Ngọc sẽ đi vào là thôn bản cũng như vào nhà em cái xem là mua cái đất của nhà em trai của em cái cho em Vinh, cái mảnh đất mà chú đã hát dành tặng cho A Hầu mà A Hầu cũng đã nhận. Em Ngọc xin mời quý vị vào tận trong bản để theo dõi cái chương trình em Ngọc bên trong bản ạ. Hiện tại em Ngọc đang có mặt tại nhà em cái trưởng thôn. Quý vị cũng đã biết là A Hầu đã bỏ lỡ đi một cái cơ hội rất là lớn. Thật sự ra là một cái cơ hội đó hầu như là thay đổi cả cuộc đời A Hầu cũng như là gia đình A Hầu. Đó là cái phần đất của chú NH cũng muốn
dành tặng cho A Hầu, nhưng do là gia đình cũng như là A Hầu không có một cái suy nghĩ đúng đắn đã đánh mất đi được một cái cơ hội đó, thì qua đó thì chú NH cũng đã quyết định là dành tặng cái phần đất đó nhường lại cho em Dình, là cái em hộ gia đình mà có bé bị bệnh tai từ ngày trước, cách đây khoảng tầm gần một năm về trước. Quý vị nào thường theo dõi trên kênh thì cũng đã biết, và cái mảnh đất thì đã được sự đồng ý của em trai của em cái cũng đã bán đi, do là em trai của em cái cũng đã nợ một chút tiền của ngân hàng, ngày xưa là cũng có vay tiền về để làm phát triển kinh tế con vật nuôi, nhưng do là không may con vật nuôi về đã dịch bệnh, đã chết đi, và bây giờ đã thiếu thốn số tiền để chi trả cho ngân hàng, em phải bán đi cái số mảnh đất đó, cái số tiền là tổng là 20 triệu, quý vị cũng đã biết rồi. Thì hôm nay em Ngọc cũng đã nhận được cái tin của em cái, là sáng nay em cái cũng đã đưa các em lên ủy ban xã để làm thủ tục pháp lý về cái giấy tờ đất đai đã sang tên đổi chủ cho em Dình xong rồi. Bây giờ em Ngọc sẽ đi vào đây để hẹn em Dình và em trai của em cái đến để là mình bàn giao số tiền cũng như là mình sang tên đổi chủ xong rồi. À đây em cái rồi. Hai anh em chúng em đưa hai người đi làm. Sáng hôm nay là anh em cũng đi làm hết rồi thì. Vâng, em vừa đưa đi làm anh. À thế à? Vâng. Cái giấy tờ đâu? Đây ạ, em vừa giấy tờ đây đấy đúng không? Vâng. À đây là có hai bản đúng không? Vâng, em cũng một bản em em chất. Đây ạ, cái giấy tờ thì hôm nay có cả biên bản gồm có là thành viên là phó chủ tịch xã này. Tư pháp xã này, và bên văn phòng ủy ban nhân dân, ủy ban và thư ký này, bí thư chi bộ và Ha Cá tức là bí thư già này, vừa Mỹ Dế địa chính xã này, ông và Mỹ Cái tức là trưởng thôn em Cái, ông và Mỹ Thề tức là em là tên Thề đúng không, là bên chuyển nhượng, ông vừa Mỹ Dình tức là em Dình là bên được chuyển nhượng đấy, mà cái mảnh đất cũng như là cái diện tích đã ghi rõ ở dưới này rồi. Đấy, còn phần bên này thì chữ ký của trưởng thôn Cái này, bên chuyển nhượng tức là em Thề đây đúng không? Vâng. Còn là cái em Dình đây đúng không? Vâng. Do là bà con ở đây thì không được đi học cho nên là không biết viết chữ cũng như là không có chữ ký ấy. Thì ở đây thì bà con chỉ điểm chỉ thôi, điểm chỉ vào như đây, điểm chỉ hai bên, và ở đây cũng có dấu đỏ của bên ủy ban nhân dân xã. Tất cả là hai bản nó đều giống nhau hết. Đây thì sáng nay em Cái đang đi là làm xong cái phần thủ tục pháp lý chuyển nhượng cái phần đất đai cho hai anh em từ bên nhà em cái gì Thề à? Em Thề chuyển nhượng cho em Dình là cái phần đất bây giờ là sang tên đổi chủ cho em Dình. Thì bây giờ em Ngọc sẽ tiến hành là trao phần tiền cho em Thề, cái số tiền sự tài trợ của chú NH bên Mỹ cũng hỗ trợ cho nhà em Dình. Rất là tiếc cho A Hầu, nói chung là cái vấn đề này thì mình thôi, nó cái gì qua động qua rồi mình không nhắc lại làm gì nữa. Bây giờ mình nói cái câu chuyện hiện tại, em và phép là tiến hành trao phần tiền. Hôm nay thì có sự chứng kiến cũng như là ở bên chỗ nhà em Cái là trưởng thôn em Cái, là đây là cũng như là em này bán đất, và đây là em được tặng đất, và cái số tiền là được sự tài trợ của chú NH bên Mỹ. Em Ngọc sẽ đứng ra là người đại diện cho chú NH, thay mặt cho chú NH cũng như là mua lại cái phần đất của nhà em Thề cho em Dình, để sau này có điều kiện là em Dình có thể là em sẽ làm nhà. Cái số tiền được thỏa thuận là ngày trước là theo ngày trước là 20 triệu đúng không? Em hỏi là lần nữa em có là còn suy nghĩ đắn đo gì không, để anh em mình bắt tay vui vẻ với nhau nha. Anh sẽ tiến hành là anh trao phần tiền cho em. Ý là tiền học thì chúng ta ra xa thì nhớ ra xa thì vô đồng chỉ vô trái vô san đồng già chỉ ra chỉ ra mà mùa đi mà tăng đi hết à? Tăng đi mùa đi. Đang từ đầu đây không suy nghĩ gì. Nhất trí rồi, tổng là 20 triệu nhá, chốt là 20 triệu như là trước rồi đúng không? Bây giờ anh sẽ tiến hành là anh sẽ 20 triệu đấy là tại vì mình chốt từ trước rồi mà. Giờ là người lớn với nhau mình nói gì mình phải giữ lời đúng không? Bây giờ anh sẽ là tiến hành anh gửi tiền cho em nhá, tổng là 20 triệu. Đấy, là nhượng lại cho em Dình này. Anh sẽ đếm nhá. 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, 5 triệu này, 6 triệu này,
7 triệu này, 8 triệu này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, đúng không? Đây là tất cả 15 triệu đúng không? Xong để em đếm lại chỗ này hoặc là nhờ anh trai em là cái đếm lại để tổng cả chỗ này 15 triệu hay em được đếm nhá. 15 triệu này, cái anh đếm lại nhá. Đây 15 triệu rồi nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 à, 1 triệu này anh thấy đánh đống khác nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 là cứ mỗi đống là 1 triệu nhá. Để tí mình cứ 5 đống là được. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu nhá. Chỗ này vào đây 15 triệu, cộng vào là 20 triệu đúng không? Ờ à, anh sẽ bàn giao chỗ này cho em nhá. Có gì là em sẽ lấy tiền về em trả nợ ngân hàng cho hết đi nhá, đỡ mắc nợ vào người. Đấy, thân cho đỡ nặng đầu. Đấy. Anh sẽ bàn giao chỗ này em. Vấn đề là cái này anh đếm 15 triệu rồi nhá em nhá. Ừ. Đấy. À, anh bàn giao chỗ này cho em. Ừ. Cảm ơn em nhá. À, à. Chỗ này là em để đi đấy, còn cái phần đất này là có hai biên bản đúng không? Hai biên bản thì là mỗi người mỗi bên giữ một bản đúng không? Mỗi bên giữ bản. Cái này em sẽ giữ một bản đây nhá. Một bản bên này là giữ cho em Dình. À, đấy nhá. Em Dình là có lời cảm ơn đến chú NH. Ờ tối đẩy là tối đẩy nhá. Thì xong rồi sát sách ngủ rồi chú NH thì ba vô kho A đó. Ờ hai giờ ngủ sát sách ngủ hai nhá. Thằng sao sinh gì đây? Sao tức là rõ đi chứ ạ? Sinh nha. Sinh lớp 3 về thân nhỉ nha. Sinh đi lọc. Ờ được rồi, ngồi xuống. Đây là cái từ cảm ơn của em Dình, rất là cảm ơn chú NH đã dành cái phần quà coi như là đã mua mảnh đất cho em Dình sau này coi như là xây nhà hoặc là làm ăn chung đấy. Em Dình rất là cảm ơn chú NH ạ. À, bây giờ đây là do là lý do tại sao em Ngọc là người em nhà em cái, do là cái số lượng tiền này nó khá là lớn so với bà con ở đây, nó là số tiền khoảng tiền lớn đấy, thì anh Ngọc cũng không muốn là ra chỗ đấy thì nó gọi là chỗ tập trung dân bản trong làng ấy, thì nhiều người người ta nhìn vào thấy cái số tiền lớn này em là nó sẽ là không, mình không đảm bảo gọi là mình để mình an toàn đâu, mình không, bà con không có ý gì cả, nhưng mà để mình cho an toàn cho nhà em thề này thì mình thôi mình cứ ở nhà em cấy cho kín người chứ ít người đấy, để em giữ số tiền cho nó gọi là an tâm hơn, chứ bà con ở đây chắc chắn là họ sẽ không có ý gì đâu đấy, em Ngọc nói thế là quý vị hiểu để đỡ ra chỗ đông người ấy. Còn giấy tờ mua bán đã ở đây rồi, tí nữa mình sẽ xuống thăm cái mảnh đất sơ qua một lần nữa để cho quý vị cũng như là các bác nào lần đầu đến với cái video này chưa hiểu rõ về cái ngày trước vào thăm nhà em Dình này. À, tại sao là em Dình lại được chú NH là có tặng cho cái mảnh đất đó và gia đình gia cảnh của em Dình như thế nào, và quay chi tiết để cho các bác xem là cái hoàn cảnh của em này, nhà có khá giả không hay là nhà nghèo hay là hoặc là như thế nào để xứng đáng được cái mảnh đất này của chú NH cho tặng cho. Bây giờ em Ngọc sẽ xin mời quý vị xuống mảnh đất cũng như là vào nhà em Dình để là xem hoàn cảnh của nhà em Dình như thế nào nhé quý vị nhé. Đây em Ngọc sẽ đưa tất cả mọi người xuống xem lại cái phần quỹ đất của nhà em thề là bàn giao nhượng lại cho em Dình. Phần quà chú NH cũng có là chỗ phát cỏ này đúng không? Nhưng mà cái phần trí tượng trên kìa, nhưng mà cái chỗ trên này chưa phát à? Cái chỗ này khác có cái cả ly. Nhưng mà ở trên chỗ kia hết rồi à? Cái chỗ nào đất này là phát cỏ hết rồi gì nữa? Cái chỗ này hết rồi thôi. Trí tượng trên kia nữa kìa, còn đang mọc lên kia nữa chứ. Không, cái phần mọc thì cỏ hò rồi. Đâu, cái phần ấy mà. Cái phần này của khác có cái cả ly mà anh. Đây này, chủ yếu là cái nhà mình đã thiết ở bên ngoài này. Cái chỗ này có thể sau này mình làm chuồng trại hay gì đó với gia đình. Đấy, có thể thế. Đấy, tí từ bên cạnh cho chỉ là cái nhà mình làm ở cái góc này này. Nhà thì góc này. Làm ở nhà ở góc này này. Có tí từ trên này. Đây nhà mình làm góc tí từ góc kia đúng không? Nhà thì chủ yếu là ở bên này. Ở góc bên này này, bên kia là khoảng tầm 15 mét và chỗ này khoảng tầm 25 mét. Đấy cái chỗ tất cả phát cái cây cỏ voi đi hết rồi đấy ạ. Đấy cái cây cỏ voi này là phát ngọn đi hết rồi. Ở trên kia là cái đất này là khoảng vùng này được có cái là ở đây là gần trung tâm, đúng trung tâm của thôn Ha Cá luôn ạ. Cái quán tạp hóa nhà em Dính đúng cái chỗ ngã ba ngã tư kia, bà con thường tập trung ở đấy rất là đông. Âu tiếc không? Giờ sửa này bông xe chỉ bông à? Chỉ bông hả? Chỉ bông nè, giờ sửa lại chỉ vô muốn là lò nỉ ở lò vô lò xe ở nhở nỉ ở nè hả?
你娘婆，而且婆啥也得有尿和你嘛，你上多少钱？是啊，是。这个好，我们爹子呢？爹啊？爹空？啊？啊？啊？不是，是不是？不是啊。啊？mùa hồ nó bảo là không tiếc nhưng mà chắc không tiếc phải không? Tiếc quá chứ nị nhờ. Tiếc không? Hả? Cần tiến. Hả? Không tiếc. Không tiếc đâu á. Vẫn cười hề hề. Thế bố mẹ có biết là đất này đã dành cho em Dình chưa? Bố không biết này. Hả? Bố mẹ không biết này. Chưa biết á? Nhưng mà hồ không tiếc thật. Tiếc sẽ chỉ có gì à? Chỉ có gì á? Hả? Chỉ có gì nữa? Gì? À, bà không tiếc. Ừ, không tiếc à? À hầu này, thành niên này, không ăn thua. Đấy là cái phần quỹ đất là của em trai, em cái cũng đã phát hết cái cỏ cây cỏ voi về cho bò rồi, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành là chuẩn bị, có nếu có điều kiện thì mình sẽ thuê máy xúc về, mình xúc cái mảnh đất, giải phóng mặt bằng đất cho nhà em Dình luôn. Bây giờ là em do em Ngọc có một chút việc bận ấy, thì em Cấy sẽ đưa tất cả mọi người vào thăm lại cái hoàn cảnh nhà em Dình như thế nào để cho tất cả mọi người biết được cái hoàn cảnh của nhà em Dình nhá. Đấy. À Hầu đi thăm nhà Dình không? Muốn thì lo sửa lo chê nhá. Đi A Hầu. Đi nhá. Sau anh em đi vào thăm nhà Dình. Vâng. Bây giờ thì em là Cấy cũng đến gần nhà em Dình rồi. Bây giờ em Cấy sẽ đưa quý vị khán giả để đi xem lại, coi như là chia sẻ một lần cái hoàn cảnh cho nhà của em Dình nhá. Sau em Dình lại được chú NH tặng cái mảnh đất từ cái A Hầu không đón nhận thì lại tặng cho em Dình. Vì cái hoàn cảnh của em Dình thì em Cái sẽ đưa quý vị khán giả đi chia sẻ một lần. Và các quý vị khán giả vừa đến lần đầu với kênh ạ. Đây, đi. A Hầu dạo này hôm nay đẹp trai nhờ. A Hầu. Hả? Đẹp trai ơi. Không đẹp trai á. Ủa hồ ơi. Đây, bây giờ thì cái hoàn cảnh gia đình của em Dình ở trên này. Nói chung là em Dình thì cũng không có chỗ để làm nhà ấy. Đất thì cũng rất là ít. Nói chung cái phần đất nền nhà của em Dình là cũng không thuộc về, cũng không phải là em Dình mà đất của em trai thôi ấy. Đây, bây giờ thì em Cái sẽ đi chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của em Dình nhá. Đây, phần bên trong này. Cái mì dầu đi, mì dầu hết chị à. Đây, thì đây là cái căn nhà của em Dinh. Nói chung là cái căn nhà ở phần trên thì cũng là lập mà cỏ xanh. À, phần bên xung quanh cái căn nhà ấy thì lấy cái cây tre về bổ ra thôi. Bổ ra để đan cái phần xung quanh. Đây, cái căn nhà của em Dinh thì nó chỉ cũng như thế thôi. Rất là khó khăn cái hoàn cảnh của gia đình ấy. Vừa lấy cái tấm bạt để phụ lên này, tránh cái mưa về để hớp vào ha. Và cái gió lùa vào ấy. Ở phần bên này thì nói chung là hai vợ chồng em Dình cũng rất là chịu khó. Và em Dình cũng và cùng anh em đi làm nhưng mà cũng vợ ở nhà cũng chịu khó rất là lấy được rất là nhiều củ để dự trữ vào cái mùa đông ấy. Mùa đông đến thì mình có được cái phần củ để sửa ấm và nấu nướng cho các cháu của gia đình ấy. Ủa, mình vào đi. Hả? Thế chê à, vui vui xí á. Đây. Mẹ cả rồi. Đây là phần bên trong. À, em Dình thì nói chung là cái hoàn cảnh của em Dình cũng không có gì. Trước kia được các cô chú giấu tên ấy, hỗ trợ cho em Dình một con bò. Thì hai vợ chồng cũng là rất là chịu khó, cũng đã cắt cỏ đây ạ. Thì trước kia cũng được cô chú giấu tên hỗ trợ cho hoàn cảnh em Dình một con lợn. Nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh ấy, con lợn cũng đã chết. Thì nếu mà quý vị khán giả xem được cái video, em Dình khóc rất là thương đấy ạ. Thì cũng rất là may được các cô cũng lại hỗ trợ cho em Dình một con dê nữa. Em Cái cũng vào đây xem nào. Ấy nếu cho tẩy ủng hộ là hai giờ cho tẩy ủng hộ là cua đi mi nhiều nữa là đây ạ. Vì gia đình hoàn cảnh em Dình thì nói chung là nó cái ít cháu đây. Thế ô bé được chỉ rồi á? Nếu ô tuổi nấy rồi bé tuổi rồi đây ạ. À, hai ba cháu này thì chắc là các cháu của hàng xóm. À, em Dình thì chỉ có hai cháu gái với một cháu bé đấy thôi. Đây vào đây. Thì rau à? Rau, chín cả. Vẫn là rau dưa. Mùa này thì bà con đây làm được rau cải già ấy. Rất nhiều thì cũng đã chuẩn bị làm rau dưa đây. Bó rau cải đây này. Nói chung là cái bữa ăn cơm hàng ngày của bà con thì cũng là chủ yếu rau cải với mì mén thôi. À, em lấy rau cho bò à? Làm, em đó nhủ không? Tẩy rau. Đây
con bò cái gì con bò này thì được các cô chú giấu tên đấy từ bên Mỹ hỗ trợ thì cũng rất là mừng cho gia đình em Dình cũng đã có chửa rồi, bò này cũng đã chửa thì gia đình cũng rất là chịu khó. Cậu xí nhá, cậu có nhu hú xí nhá. Có mà im chỉ ấy là tên là mốc cầu, là mốc trên cầu hú xí không? Gặp lâu là tới cầu hú xí nhá. Rồi tía là tu nò là mà mốc thay được đâu không? Vì tại sao mà em Dình lại được chú NH tả cái mảnh đất ấy? Vì cái hoàn cảnh của em Dình, nói chung là cái căn nề nhà này, cái phần đất này thì theo em cái cũng khó qua em Dình ấy. Cái phần đất này là của em trai, nói chung là cũng rất là ít ấy, hẹp quá thì nếu mà sau này tới này mình làm cái nhà to không đủ. Đây ạ, cái con dê này thì cái vụ con lợn của em Dình ấy, em Dình chết thì em Dình khóc rất là đáng thương. Thì lại được các cô bác này hỗ trợ lại thêm em Dình có con dê để có cái con giống để nuôi đấy. Vì con vật nuôi con lợn thì rất là chết cái dịch bệnh thì nó không ấy thì không giống như con dê thì ít bệnh tật hơn ạ. Đây, bây giờ em cái cũng sẽ chia sẻ sơ qua. Cái căn nhà của em Dình là cũng đã không ổn rồi. Nói chung là cái phần này cũng là toàn là cái cây tre thôi. Thế chú này cũng đã gãy rồi ạ. Đây, cái căn nhà của em Dình thì em cái cũng vào chia sẻ cũng khá nhiều lần. Thì em Dình cũng bảo là cái căn nhà này mưa to gió lớn thì vào thì chắc cũng không ở được. Đây, cái khung này, khung cửa thì nó chỉ làm cái bàn gỗ thôi. Lấy cái cây tre làm cái cửa chính của hàng ngày đi lại. Cháu sẽ bố cháu nhá. Cháu này, sẽ cháu này. Để đào xe nha, đủ được không ạ? Thì vậy là chó thì đó thì cho tay phô á? Phô, cho tay. Cũng rất là may, cái con dê này cũng đã có chửa rồi. Thì cũng rất là mừng cho gia đình em ấy, Dình ạ. Đấy. Còn cái phần trên mái nhà thì chỉ cái cỏ danh nhá. Thì những căn nhà của em Dình thì dựng chắc là... Vậy là chế tạo của tao chả sống nhỉ? Chí chồng tao sống nhỉ? Chế... tao chỉ sống 5 năm rồi vì nhà danh thì cũng nói chung là em cái cũng đã mọc nắc thế này thì em cái cũng không nhớ nhưng mà em Dình bảo là đã dựng được 5 năm căn nhà hoàn cảnh của hai vợ chồng em Dình là chị sống như thế đó cái cũng sẽ đi chia sẻ sơ qua. Đây là cũng cái dừa của bà con thì tự tay thiết kế để làm ra thôi nhá. Nói chung là cái hoàn cảnh gia đình thì cũng sống rất là khổ. Phần bên này thì nó dần là lấy cái cây tre để bổ ra còn đang xung quanh ạ. Tránh cái gió đứng phải luôn. Có đi à, cao đi chạy khí chạy nào. Hả? Ơ chạy khí à, khí chạy. Ồ, đây mở một cái cửa, đây là cửa phụ nhá. Bà con thì thường thì cũng có cửa chính nhưng mà cũng là một hai cái cửa phụ. Đây này. Xuống này chưa? Đây, cái phần xung quanh bên này cũng thế thôi. Lấy cái cây tre để bổ ra, coi như là đang xung quanh. Ở bên đằng sau này thì nói chung rất là hẹp đấy. Cái chỗ để làm cái nền nhà của em Dình đây. Xung quanh này nói chung là cái chỗ này đã cái cỏ danh này coi như đã tuột xuống rồi nhỉ. Đấy. Vì cái cục của em Dình ấy này cũng rất là bé đây này. Cũng tô vào cái chân thôi. Đây nói chung là chô vào dưới đất ấy. Cái cột mà mình chô vào dưới đất thì rất là sợ kiến ấy. Ăn cái mòn rất là nhanh mà không dựng được cái phần trên nhà. Nếu mà lâu năm ấy thì rất là nguy hiểm. Vì cái căn nhà của bà con hay dùng cái cột chôn vào đất ấy thì cũng không an toàn. Cái phần xung quanh bên trên nhà thì của em Dinh. Đây mấy cái cây này thì cũng rất là bé này. Cũng không đảm bảo đây cái chỗ này. Đây, mình dùng cái cây này để đang xung quanh để dựng được cái lán danh rồi thành một cái ngôi nhà thôi ạ. Ngôi nhà của bà con. Bây giờ em cái sẽ đi phần bên trên để chia sẻ sơ qua toàn cảnh cái căn nhà của em Dình nhé. Đi, tôi lấy được chưa? Bây giờ thì em cái sẽ lên trên nào. Đây ạ, đây là cũng là rau cải tín của bà con vùng cao này. Rau cải tín, rau cải mèo nhé. Đây, bà con thì mùa này thì mỗi gia đình ít nhất cũng phải làm được một cái vườn rau phục vụ cái bữa ăn hàng ngày trong cái mùa này. Đấy. Còn phần bên này thì cái căn nhà của em Dình đây. Toàn phần bên trên chắc là em Dình cũng dựng được khá lâu. Em Dình lại đi cắt cỏ danh ấy. Về coi như đắt lại cái chỗ nào mà mưa hay dột vào ấy thì em sẽ tú sửa lại phải không? Cho là chị này cho ăn gì thế là? Ăn gì ở sân này chứ? Bây giờ chứ? Bây giờ chứ hả? Bây giờ chứ sân này chứ không tin sẵn ăn gì này. Đấy ạ, vì em Dình bảo là em Dình đi cắt cái cỏ danh về sửa lại thôi. Thì có chỗ nào mà mưa hay dột ấy thì em Dình
đắt lại thôi. Nếu mà nói chung là bảo mình bỏ ra mình lại lập lại cái cỏ danh mới thì cũng không có tiền. Thì em Dính nghe em Dính chia sẻ bảo là căn nhà cũng là lập cái máy dành cũng được 5 năm rồi. Nói chung cái hoàn cảnh của em Dính cũng rất là khó khăn. À, bây giờ em cái nguyện đi toàn cảnh của gia đình em Dính nhá. Đấy. Nói chung là cái chỗ này cũng rất là hẹp này. Rất là hẹp. Thế em cái nghĩ là cái căn nhà của em Dính toàn bộ xung quanh thì nó chỉ dơ tầm 25 mét vuông thôi. Hay là không biết là có đến 20 mét vuông không nhỉ? Vì một cái chỗ này rất là hẹp à, thì em cái này phần bên trên này cũng thế thôi. Đấy. Thì à, hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng em Dính ấy rất là may à, được chú NH tạo cái mảnh đất ấy. Thì quý vị khán giả vừa mới đến kênh lần đầu ấy, thông cảm vì em Dính cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn mà hai vợ chồng cũng rất là chịu khó để làm ăn, thì rất là may cũng được chú NH tặng cái mảnh đất. Nếu mà sau này được các cô bác ấy hỗ trợ cho em Dính thì à, hoặc là em Dính có điều kiện ấy, thì chuyển đi sang ở gần đường hơn, mà cái chú đấy thì tính ra cũng gần trung tâm gần đường, sau này mình hãy đi làm ăn nó thuận tiện hơn nhiều ạ. À, bây giờ thì ở đây thì em cái cũng chia sẻ sơ qua một vòng hoàn cảnh căn nhà của em Dính cho quý vị khán giả để biết. Chắc có lẽ bây giờ em cái cũng xin dừng cái video tại đây ạ. Xin hẹn quý vị khán giả ở cái video tiếp theo.